Rồi. Cái câu hỏi này nó cũng hơi dài, nó đại loại là như vậy. Là cái vị này là có trợ tử cho một cái chú chó, và mặc dù biết là đã phạm, sau này khi đã hiểu Phật pháp thì biết cái việc đó là phạm giới, và không tránh khỏi địa ngục. Tuy vậy biết là sẽ sanh vào địa ngục, nhưng nếu được chọn lần nữa thì vẫn tiếp tục làm đó, tại vì không có đành lòng rồi. Và khi mà trợ tử thì mình khóc đó. Câu hỏi của con là khi các bác sĩ trợ tử cho hai loại người, người có ý thức chủ động đồng ý trợ tử và người không có ý thức người thân đồng ý trợ tử, thì các nghiệp và quả của người liên quan sẽ chịu như thế nào? Và xin các sư cho chúng con biết quan điểm của Phật giáo về việc trợ tử. Quý vị biết là có những cái việc làm phước á, là lợi mình và lợi người. Nhưng mà có những việc làm phước á, khổ mình mà khổ người. Khổ mình, khổ người có nghĩa là sao? Mình làm, mình đi địa ngục. Người ta cũng chịu khổ vì cái chuyện mình làm. Tức là cả hai đều khổ mà mình vẫn nhất quyết mình không thay đổi. Thì cái đó là cái vấn đề của mình. Khi mà sư đọc á, thì sư chỉ có một cái thắc mắc là nếu như quý vị mà làm ở thú y thì tại sao mình không có tiêm cái thuốc gây tê hoặc thuốc gây mê? Nếu như mà nó đau quá thì thôi mình tiêm cho nó tê đi, nó tê rồi thì nó không còn cái cảm giác đau, hoặc là nó mê thì nó ít nhất là nó sẽ ngủ ở, nó sẽ ra đi ở trong giấc ngủ chứ nó không có ra đi trong một cái sự mà quằn quại đau đớn. Thì sư có suy nghĩ vậy thôi. Tuy nhiên sư không phải là của bên cái gọi là bên cái lĩnh vực y tế, cho nên là sư không có nhiều cái tiếng nói ở trong việc này. Nhưng mà sư nhớ là ngay cả cái việc mà tiêm thuốc tử hình á, ngay cả cái việc mà tử hình thì họ tiêm là đầu tiên á, là cái liều gây mê, và sau đó mới là cái liều là làm cho tim ngừng đập. Thì sư chỉ ngừng ở cái giai đoạn là làm cho họ gây mê thôi, thì mình đã biết là nó gần chết rồi đó. Thì mình theo ý kiến cá nhân của sư nha, thì thôi là cứ để cho nó ngủ, cho nó yên đi, rồi thì khi nào mà mệt, nó mệnh chung á, thì nó tới khi nào nó chết thì nó sẽ chết, chứ còn tại sao mình phải can thiệp để mình chấm dứt sự sống của nó? Nó là cái điều không có nên. Và sư thấy trong rất là nhiều những trường hợp mà gọi là trợ tử cho người hay cho thú thì nó cũng vậy. Thường á, là do cái chi phí duy trì sự sống á, nó quá lớn, cho nên là người ta nuôi không nổi nữa. Và khi mà người ta trợ tử là họ chỉ đơn giản là họ từ chối duy trì sự sống thôi, tại vì chịu không nổi. Nếu như quý vị hỏi cái ý kiến của sư á, thì sư xin thưa là đừng can thiệp vào. Đừng can thiệp vào. Nếu như có can thiệp á, thì như ở trên đó là can thiệp làm sao để cho người ta ra đi một cách êm ái, nhẹ nhàng, không phải đau đớn thì được. Chứ đừng nên can thiệp bằng cách là chấm dứt sinh mạng của người ta. Đó là hai sự kiện khác nhau. Và quý vị hỏi về quan điểm của Phật giáo về việc trợ tử thì như sư nói, có những việc mà mình làm thiện, mình nghĩ là mình làm tốt, nhưng mà nó là làm khổ mình, làm khổ người, và nó sẽ dẫn cùng nhau dẫn đi địa ngục. Thì sư không biết là quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng mà sư thấy nó như vậy nè. Nếu như mà mình bị đau bụng á, thì mình có thể là mình chịu một đêm, hoặc là rồi mình uống thuốc, hoặc là mình đi chữa bệnh thì nó sẽ hết. Chứ mình không có nên á, mà mình đau bụng á, rồi là mình chơi, là mình phẫu thuật, là mình cắt bỏ cái bụng luôn, thì như vậy nó sẽ dẫn đến cái chết.
thì đó là một cái sự dạy dục. Cũng giống như một người đứt tay đó, thì mặc dù đứt tay thì đau tay đó, thì mình băng bó rồi thì thời gian qua thì tự tự nhiên nó sẽ lành thôi, chứ không có lý do gì mình đứt tay rồi mình chặt luôn ngón tay đó. Nó khác. Cái sư muốn truyền tải với quý vị đó, là mức độ nghiêm trọng của vấn đề nó như thế này nè. Con chó đó nó chết, quý vị đau buồn, nhưng mà cái căn bệnh đó nó có thể làm cho con chó nó chết, đau đớn gần chết, đi đến cái chết, nhưng mà bản thân cái điều đó không đưa nó đi địa ngục. Nhưng khi quý vị can thiệp vào đó, có thể làm cho con chó nó hoảng sợ hoặc nó không mong muốn cái sự chết. Bởi vì ngay cả chúng sanh ở địa ngục bị cực hình mà họ vẫn còn muốn sống. Có những cái, ngay cả con thú trong trường hợp đó, có khi nó không muốn chết mà mình can thiệp vào, có thể nó sẽ oán hận. Và cái oán hận đó có thể đưa nó, một là đưa nó đi địa ngục, hai là đời sau kiếp khác nó gặp quý vị nó không biết ơn quý vị mà nó căm thù quý vị. Cái này chúng ta gọi là làm ơn mắc oán, nó không muốn chết. Cẩn thận. Còn quý vị, nếu như mà mình thấy nó đau khổ thì mình giỏi lắm thì mình ráng mình giúp cho nó yên ổn thôi. Nó bớt đau đớn để cho nó ngủ cho nó khỏe, nhưng mà không giết cho nó chết thì không vấn đề gì. Nhưng khi mình can thiệp mình để cho nó chết á, là tự nhiên mình đi địa ngục. Nó phải nói sư thấy quý vị gọi là biết đi địa ngục vẫn làm, quý vị nói nghe nó nhẹ lắm nhưng mà sư phải nói là nó oan vô cùng. Sư hỏi quý vị nè, bây giờ nếu như có một cái luật là quý vị trợ tử cho con chó đó, quý vị ở tù chung thân, quý vị có làm hay không? Sư tin quý vị không làm. Tại sao? Cái tù chung thân đó ở trước mắt quý vị, cái địa ngục quý vị không thấy, chung thân ở trước mắt quý vị. Cho nên á, quý vị không thấy địa ngục, quý vị thấy cái địa ngục nó nhẹ nhàng lắm. Mà sư phải nhắc quý vị nhớ, cái địa ngục nó nghiêm trọng lắm, chứ không phải, nó không có đơn giản như quý vị thấy đâu. Thôi cái về vấn đề này thì xin mời sư Chánh Tâm ý kiến bổ sung thêm. Thì vấn đề này nó cũng rối đảo á, rối đảo á. Nhưng tuy nhiên á, ở đây á là mình nên nhìn lại cái gì, nhìn lại cái việc làm của mình, làm tức là ở đây mình trợ tử, nhưng mà mình thật ra nó cũng biết là chúng trợ tử nó có nhiều cách. Ví dụ mình trực tiếp mình bóp mũi nó, mình trực tiếp mình siết cổ nó, hay là mình nhấn nó xuống nước, mình trợ tử nó bằng cái kiểu nào. Và mọi chúng sanh đều có nhu cầu sống, ai cũng ham sống chờ chết hết. Làm sao mình biết con chó nó muốn chết? Nó muốn chết không thể nào, cho nên đó là mình tự quyết và mình tự lừa gạt mình bằng cái cách là mình giúp nó là bớt khổ đau, nhưng thực chất nó không phải như vậy. Làm sao mình biết được là đúng với tập nguyện con chó, là con chó nó đâu có nói với mình là tôi muốn chết lắm giúp tôi đi. Ví dụ như một cái người ung thư giai đoạn cuối, họ lên tiếng, họ nhờ bác sĩ, cái đó nó chỉ là cho cái trợ tử y máy. Hiện nay các nước phương Tây đó, nó có một cái máy chui vô trong là nó rút oxy ra, và trước khi đó là mình nó cho mình thuốc mê, là mình cái người bệnh đó, ví dụ ung thư giai đoạn cuối mà họ muốn ra đi thanh thản á, thì mình bỏ vô cái máy đó là nó phun ra một cái liều thuốc mê, cái nằm trọng hết biết gì là bắt đầu cuối cùng thấy ra là đi luôn. Còn đây á, con chó đặc tình là quý vị tự lừa mình, con chó đâu có, mình đâu có biết được là con chó nó có cần cái chết hay không, hay là nó đang bươn, nó vẫn đối đầu với cái đau khổ đó là nó đưa sống. Nên ta gọi là ai mượn đó, ai mượn nhảy vô bắt tôi chết, ai mượn nhảy vô bắt tôi chết, trong cái khổ cực cùng người ta vẫn muốn sống. Cũng có những người trong cái đau khổ cực cùng người ta lại muốn chết, nhưng mà không phải ai cũng muốn chết cả. Mình nhìn thấy vậy mình tương tưởng rằng gặp tôi chắc tôi cũng nhảy lầu tôi chết cho rồi, nhưng mà con chó ai biết được con chó nó có muốn chết hay không. Cái vấn đề ở đây là mình không biết được,
Cho nên chúng tôi đi ra ngoài, đệ tử nó chở xe Honda đi ra ngoài, nó thấy trong đó ông té, bất tỉnh luôn. Mà muốn giúp cũng không biết được. Điện tử nó hỏi dần sao sư phụ, đi về dần sao giờ, kệ đi bỏ đi qua, để cái người có trách nhiệm. Thì á, hỏi quý vị một điều rằng á, là mình ra đường mình thấy người ta té xe này nọ máu mềm luôn, vô có giúp không? Không giúp được, người ta cho mình sợ tay ba quẹ gió, mình sợ có gì mất công, nhất là ở nước ngoài xuống Mỹ rồi đó, đụng vô cái là nó chụp cái nó nói mình đánh nó mình này nọ là phải luôn. Thì huống chi ở Việt Nam mình thấy người ta té bể đầu bể cổ, đồng chí mình còn chưa có, mình đứng đó mình hóng chuyện, mình nhìn nhìn thôi chứ mình không giúp được. Thì mình nhảy vô mình giúp, mình nó cái quả báo nhiều người thấy quá rồi, cái trước mắt là nhiều người nhảy vô giúp rồi bị ăn gọi là mơ mất quán ấy. Thì mình thấy trước mắt, còn cái chuyện mà mình giết con chó xong rồi mình giúp nó chết xong rồi chuyện đi đâu nữa mình không biết đâu. Và đây tác giả của câu hỏi này đã khẳng định nếu có đi địa ngục mà quay lại cho làm lần nữa con cũng phải làm vậy. Thì đây đã quá rõ ràng, mình đã quyết định như vậy rồi thì mình hỏi ai nữa, ai có thể thay đổi mình bằng cái sự hiểu biết của mình. Nếu là sư sư trong trường hợp mà gặp con chó nó đau đớn như vậy, chỉ có cách là mình làm cho nó để giảm cơn đau nó thôi, chích thuốc cái, mình đưa nó đi thú y để cho bác sĩ thú y họ sẽ trợ cho con chó bước đầu, rồi chừng nào tới duyên của nó chết thôi, chứ mình không thể. Thứ hai nữa là gì, một vị tỳ khu mà làm vậy bắt cũng trụ ngay nha, xin thưa quên đó, một vị tỳ khu mà làm như vậy bắt trụ tức là trợ tử, thì cư sĩ thì nó chỉ phạm súc sanh thôi. Tất nhiên đó là mình đã sát hại một mạng sống rồi, cho dù là bất cứ tình huống gì, nhưng mà đó là đã sát hại một mạng sống rồi. Tại sao mà cái chuyện trước mắt là đi ra đường gặp người ta bị té xe này nọ mình không giúp, là tại mình thấy, mình biết, mình hiểu, nhảy vô giúp là con mang quả chứ không được đâu, thì liên quan tới mình. Cho dù thấy người ta đau đớn, người ta nằm cục đó, người ta không đứt giò đứt cẳng, người ta bồ hay là ruột gan gì nó lòi ra thôi. Khoan, À. xin lỗi sư Chánh Tâm ngắt ngang, tại vì có vị không hiểu vị đó ý kiến nó nói như vậy nè, nhắc nhắc cái ví dụ mà bị té xe mà mình để đó đó không có can thiệp vào á, nói để cho quý vị hiểu là tại vì có khi là sư Chánh Tâm trình bày không có rõ, đó là mình phải cái trách nhiệm của mình á là mình có thể mình kêu gọi kêu những người có chuyên môn họ giúp đỡ, một là cảnh sát giao thông, hai là y tế họ hỗ trợ, còn mình á, một là mình không có kiến thức, hai là mình không có hiểu biết, mình nhào vào đó thì nó có khả năng người ta chưa chết mà mình đụng vô người ta chết. Thí dụ như có những trường hợp ví dụ như người ta bị gãy xương hoặc là bị chấn thương mà muốn xê dịch, muốn động vào á là phải có kiến thức y khoa chứ không phải là tự nhiên mình nhào vô mà được. Cái thứ hai là có những trường hợp mà người ta giả nữa, cho nên á, để an toàn cho mình và để an toàn cho người khác thì ý của sư Chánh Tâm là gì, nếu quý vị muốn giúp thì gọi người có trách nhiệm, một là bên y tế, hai là bên cảnh sát, chứ không phải là mình không biết cái gì hết mà mình cứ nhào vô là có khi là mình mang quạ làm ơn mắt quán ở chỗ đó. Dạ, xin lỗi sư Chánh Tâm, bây giờ mời sư tiếp tục. Thì cũng nhờ sư hành tệ giải thích thêm gì đó. Thì cũng vậy á, mình cái trường hợp con chó nó cũng tương đồng với nó, tức là mình nhảy vô, tôi gọi là ai mượn đó, ai mượn. Thì biết trong cái ngành y nó có một cái điều này là nó ngăn cản, nó ngăn cấm các vị bác sĩ đó, mà khi mà đang không đang trong chức trách nghề nghiệp mà nhảy vô cấp cứu, tức là quý bác sĩ đi đang đi trên đường mình thấy người ta bị té xe, bị hay là bị té xuống hay là bị lên máu gì đó, là chỉ có muốn giúp ta chỉ có đi gọi cấp cứu thôi, không có nhảy vô được. Trừ khi mình đang mặc áo lưu, mình đang nằm ở trong bệnh viện đó mà người ta cán tới vô, mình đang ở trong phòng cấp cứu, mình thì mình leo găng tay vô mình xử thôi, mình giải quyết cái trường hợp đó. Chứ còn đi ra đường là mình nhảy vô là mình bậy, cho dù mình là bác sĩ, mình là giỏi nhất luôn, mình là chuyên gia cấp cứu này nọ luôn, mình là chuyên gia bên tim mạch, ta biết biết cái là biết người ta là bị tim nhẹ té rồi đó, người ta biến rồi đó, nhưng mà buộc phải gọi cấp cứu thôi, chứ không thể nào nhảy vô được, nhảy vô là sai quy định chứ, không chi cái chuyện mà mình không biết gì.
cho nên trong cái chuyện của con chó đó, tốt nhất là mình đưa nó đến đông y, trên chỗ thú y đó, rồi nhờ bác sĩ thú y, mình bỏ tiền ra đó, nhờ bác sĩ thú y làm cho nó giảm bớt cái cơn đau đó, rồi để nó đi theo nghiệp của nó. Mà không chừng mình có phải bác sĩ đông y hay không, con chó nó đau khổ vậy đó, mình thấy nó quằn quại. Vậy hả? À, đang làm thú y hả? Vậy không nói được. Mà nhầm khi con chó nó quằn quại vậy, cho được ra là nhầm khi cứu được mà mình lại cho nó chết thì là một cái điều nó hơi kỳ cục, nó hơi ngầu. Nhưng mà đại khái đây mình chỉ trợ cho nó một cách là đại khái là mình can thiệp vào cho nó bớt đau, bớt khổ thôi, chứ mình không thể can thiệp vào sự chết của nó được. Một cái điều không nên. Nếu mình chọn mình làm thì mình đã chọn là thiện nghiệp mình mang thôi, chứ ai nói gì được nữa vậy. Con thua. Nếu mà mình cứ nói rằng nếu tôi gặp chó khác như vậy nữa thì tôi vẫn trả tử cho nó, thì đã quyết vậy rồi thì thôi. Cái điều mà Đức Phật nó là làm như vậy mang tội, mình vẫn làm thì đó là mình đã quyết định, mình chọn. Trên đời này không ai ép mình được, chỉ khi mình hiểu là mình làm thôi. Cũng kết thúc cái câu trả lời đây. Dạ, thầy xin mời sư từ từ. Thưa vị Đại Đức, cái câu trả lời này á, nó có hai vấn đề, thì vấn đề này nó cũng khá khá là phức tạp. Hai Đức thì trả lời câu hỏi này, riêng bản thân sư Tường thì thấy nó rất là đầy đủ rồi, cho nên là không có còn cần phải làm bài gì thêm. Nhưng mà có một điều á, riêng bản thân sư nghe cho lời khuyên đến cái vị mà hỏi câu hỏi này, và cũng là cái lời khuyên đến cái vị Phật tử mà xem qua cái câu hỏi này nè. Thì tại vì trong cái sự trình bày của hai vị á, nó có những cái chi tiết, á, rất là chi tiết quan trọng. Vậy giờ nếu mà sư nhắc lại thì nó sẽ thừa. Chỉ cho lời khuyên là nếu mà có xem qua câu hỏi này thì chịu khó nghe một cách chậm rãi, hay là nếu mà nghe nghe xong còn nghe kỹ lại thì nó sẽ đem mang lại lạc rất là nhiều, tại vì cái câu hỏi này hai vị trả lời rất là có chiều sâu. Đại sư sẽ đánh giá hai vị trả lời trong này rất là đầy đủ, nên quý vị nên 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 nghe qua, hoặc thậm chí nghe nghe lại nghe cách chậm rãi để mình hiểu được cái sâu sắc mà hai vị phân tích. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời đây. Sư chỉ tóm tắt lại cái phần trả lời này để cho quý vị dễ nắm. Thứ nhất là quyết định là ở quý vị, có đi lên hay đi xuống là quyết định của chính mình, không có ai can thiệp được. Muốn sướng hay là muốn khổ là do mình. Còn cái chuyện mà ai mà muốn chết á, thì ngay cả trong Phật giáo đều khuyên tất cả chúng sanh đều muốn sống. Ngay cả một người á mà nói với mình là bây giờ tôi khổ quá, tôi muốn chết thôi, thì ở trong luật tạng đó, vị tỳ kheo cũng phải khuyên người đó mạng sống là đáng quý, không có nên chết đi. Đó là trách nhiệm và vai trò của một vị tỳ kheo. Còn sau nếu như mà cái bản thân người đó mà kiên quyết á thì mình bỏ đi, còn họ muốn làm như thế nào đó thì đó là quyết định của họ, huống chi là đến cái việc mà trợ tử. Cho nên ấy, ở trong Phật giáo thì không có cái việc trợ tử, mà ngay cả một người có ý muốn chết thì vị đó vẫn phải khuyên là mạng sống là đáng quý. Và đó là cái sự kết thúc của câu hỏi ngày hôm nay và kết thúc cái buổi vấn đáp ngày hôm nay. Nhớ giùm, mạng sống luôn luôn đáng quý.